Một đời gian nan, cha gánh vác lo gia đình. Tình cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời. Âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời, cha soi lối con đi. Ôi nghĩa mẹ tình cha như núi cao biển lớn sông dài, dẫu có ai đếm hết sao trời cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Sống là cõi có hình có tướng, chết là về bản nghèo cũng không. Ai cho đất đổ về sông, sông trôi ra biển, biển trôi về buồn. Cuộc đời có chút vuông tròn, tròn còn không có, hỏi không làm gì. Vậy các cha hỏi còn chi, vậy các cha hỏi còn gì, cha kính thưa ơi. Tiếp theo cũng mời con trai lớn của cha, Trưởng Nam đứng dậy với mâm năm. Thank you.
truyền cho ông Sấn, là truyền cho ông Sấn và cho Cam, là truyền cho ông Hiệp, là truyền cho ông Hiệp và cho Cam. Điều cháu thì các cháu của cùng và những cái chuyện nào thì các bạn đấy. Cha ơi, kiếp nào hôm nay cha đã qua đời, xa rời trần thế, cha phải đi đâu để cho chúng con trai gái rể dâu cùng họ hàng nội ngoại trên đầu thắt tăng bàn thờ nghi muốn khói nhang quây quần chung tiếng khóc than thảm sầu. Ngày đây tất cả nội ngoại nam nữ từ tôn vô tuế thọ tam thành phục đầu bái tạ ông lên cố phụ nhị bái về viếng gia đình thường xuyên các cô cháu túc trực bên cứu các vị thuốc tiêm trà trong thời lễ viếng. Lễ viếng đầu tiên sẽ viếng nội tộc, lễ viếng thứ hai sẽ viếng ngoại tộc, sau đó ban tổ chức giới thiệu lần lượt các đoàn viếng theo thứ tự của phe đồng ký. Và đối với các lực lượng vũ trang các cơ quan ban ngành đoàn thể xin xưa đồng chí và phần lễ viếng mở phần chương hồn tử sĩ đối với họ mạng và các sống phố hay nhân bản lũ xin xưa là phụ và phần lễ viếng tổ trọng hiếu phụ lễ viếng. Gần 100 năm suốt cuộc đời, mừng cha vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau rời bỏ cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mình, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con và các cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Bà tập, dòng họ, phạm quả, là lập chủ, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Thắng, và với kính tín thương một cổ, xin trân trọng kính mời. Tình đồng chí, tình người cao cả, đã từng chia sẻ ngọt bùi cùng trong quân ngũ một thời với nhau, về đây chia sẻ nỗi đau, nghĩa tình đồng đội bước sau một lòng. Tình bạn như ngọn gió lành, như dòng suối mát đẹp trong tình người. Kính thưa thơ lý cha già kính yêu, nhân ít buồn cha về trăm tuổi, đại diện ban ngành cùng chi bộ chỉ hội đồng đội công an nhân dân vũ trang biên phòng thành phố Hải Phòng, nơi đồng chí Nguyễn Hữu Thắng là con rể của cha đang sinh hoạt. Chúng con tập hợp về đây, cha viên trước hương án của cha, xin được kính cẩn dâng lên cha lễ hương thành kính đất. Thưa cha, trong khoảnh khắc thiêng liêng này, chúng con gửi đến cha lời trọng nghĩa tri ân. Dẫu biết rằng sinh chỉ là người tháng mấy được về, song trước cảnh chia xa ẩn dương cảnh biệt này, là sao ngăn nổi cảm xúc bùi ngùi tiếc thương vô hạn khi phải bình biệt với người cha của một thế hệ vàng. Vâng, có những cuộc ra đi rồi trở lại, nhưng lần ra đi này của cha là lần ra đi mãi mãi đâu còn gặp lại nữa cha ơi. Chúng con tin rằng
lời cha sắp đến cũng sẽ là một tổ ấm đầy tình thương, lời bất diệt nơi vinh hạnh. Chúng con ở lại, xin nguyện cầu cho anh linh của cha mong được siêu thoát về nơi cửa Phật. Dưới suối vàng, cha an dưỡng nghỉ lặng thu. Chúng con xin vinh biệt cha để tiếp đưa một người cha của chúng ta. Anh em đồng đội chúng ta hãy dành một phút vinh biệt, phút mặc niệm. Bắt đầu.
Phạm Văn Đắng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên huy hiệu 75 năm tuổi đảng, hội viên cựu chiến binh Việt Nam. Kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Văn Đắng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu và toàn thể thân bằng bạn bè gần xa, thân nhân nhân dân xóm phố cùng gia đình tham viếng. Đồng chí Phạm Văn Đắng sinh ngày 18 tháng 8 năm 1927 tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 1A 286 đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Sinh hoạt đảng tại chi bộ tổ dân phố số 4, phường Cát Dài, quận Lê Chân. Đồng chí Phạm Văn Đắng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Trong thời gian quá trình tuổi cao suy yếu, mặc dù đã được tập thể y bác sĩ cứu chữa và gia đình chăm sóc chu đáo, bạn bè gần xa động viên thăm hỏi, nhưng đồng chí không qua khỏi, đã từ trần vào hồi 20:20 ngày 9/3 năm 2022, tức là ngày 7/2 năm Nhâm Dần, ở thọ 96 tuổi. Tới dự lễ truy điệu đồng chí Phạm Văn Đắng hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường Việt Nam, phường Cát Dài, các đoàn thể, chi bộ và nhân dân tổ dân phố số 4 phường Cát Dài và các chi bộ của đảng bộ phường, cùng toàn thể bà con số 4, họ hàng nội ngoại, bạn bè, không gian đi ra có mặt xung đột. Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng bộ quận Lê Chân, đảng ủy phường Cát Dài số 60 QĐ DU Cát Dài ngày 10/3/2022 quyết định về việc thành lập ban lễ tang đồng chí Phạm Văn Đắng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Quyết định này thay mặt ban chấp hành chủ tịch Bùi Đức Hải đã ký. Thủ quyết định.
kính thưa, thu hồn đồng chí Hoàng Văn Mãng, huy hiệu 700 năm tuổi đảng, cả cuộc đời trọn tình trọn nghĩa, hy sinh cống hiến phục vụ cho sự nghiệp của đảng, tổ quốc, nhân dân. Sau đây thay mặt ban chấp hành, xin mời đồng chí Bùi Minh Dính, đồng chí Nguyễn Hữu Mậu đại diện ban chấp hành lên thắp hương đồng chí đồng đội, thẻ hương thơm lần cuối, chúc cho đồng chí được siêu thoát. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức nhất đăng trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Quảng Cát Đài, đại diện ban nhất đăng lên thắp hương tiễn biệt lần cuối đồng chí Phạm Văn Mãng. Kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, trưởng ban nhớ tang lên đọc lời chúc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Văn Vãn, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu và toàn thể thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa, nhân dân xóm phố cùng gia đình Đa Quyến. Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta xúc động có mặt tại đây để tiễn biệt đồng chí Phạm Văn Vãn, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Đồng chí Phạm Văn Vãn sinh năm 1927 tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Đăng ký hộ khẩu tại số nhà 1A, ngõ 2, tháng 6, đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Sinh hoạt đảng tại chi bộ tổ dân phố số 4, phường Cát Dài, quận Lê Chân. Đồng chí sinh ra và lớn lên tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Từ nhỏ, đồng chí đã chứng kiến cảnh lầm than nô lệ của người dân mất nước. Với tình yêu quê hương đất nước, ý chí căm thù thực dân phong kiến được đảng giáo dục, nên đồng chí đã sớm tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1945, đồng chí là tự vệ đồn điền Tuyên Quang, huyện Tiên Lãng, tham gia giành chính quyền tỉnh Nghệ An. Từ năm 1945 đến năm 1946, đồng chí là trưởng đoàn tự vệ xã Lập Trù, tổng Cẩm Khê. Từ năm 1946 đến năm 1948, đồng chí là trung đội trưởng du kích xã Toàn Thắng. Từ năm 1948, đồng chí là A trưởng bộ đội huyện Tiên Lãng. Từ năm 1948 đến năm 1949, đồng chí học trường sĩ quan lục quân Nguyễn Huệ và là trưởng ban tác chiến Liên Khu 3. Từ năm 1949 đến năm 1950, đồng chí là chính trị viên trung đội đại đội Hùng Thắng. Từ năm 1950 đến năm 1952, đồng chí là phó ban địch vận huyện Tiên Lãng. Từ năm 1952 đến năm 1953, đồng chí là cán bộ nội ứng huyện Tiên Lãng. Từ năm 1953 đến năm 1954, đồng chí là thường trực ban địch vận tỉnh Kiến An. Từ năm 1954 đến năm 1955, đồng chí là thường trực ban địch vận đại đội phó tỉnh đội Kiến An. Từ năm 1955 đến năm 1975, đồng chí là cán bộ sửa sai huyện đội Kiến Thụy. Từ năm 1957 đến năm 1959, đồng chí là trợ lý tuyên huấn tỉnh đội Kiến An. Từ năm 1959, đồng chí chuyển ngành sang ban cải tạo công thương, tổ trưởng tổ cải tạo tư sản khu Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Từ năm 1959 đến năm 1960, đồng chí là trưởng phòng tổ chức hành chính thương nghiệp Kiến An. Từ năm 1960 đến năm 1963, đồng chí là tránh văn phòng ban tổ chức Kiến An. Từ năm 1963 đến năm 1984, đồng chí là chuyên viên nghiên cứu, trưởng phòng, trưởng khối xây dựng đảng, khu nông nghiệp ngoại thành. Từ năm 1984 đến năm 1987, đồng chí là phó bí thư công tác đảng, khối các cơ quan nông nghiệp Hải Phòng. Từ năm 1987 đến năm 2015, đồng chí nghỉ hưu, sinh hoạt đảng tại chi bộ số 5, phường Mê Linh, quận Lê Chân. Từ năm 2015 đến năm 2022, đồng chí sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố số 4, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí và gia đình Tam Quyến, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Văn Vãn luôn nêu cao tấm gương phục vụ đảng, phục vụ nhân dân, nhiệt tình cách mạng, một lòng, một dạ, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của đảng, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, giữ gìn đạo đức lối sống trong sáng, giản dị, đoàn kết, thân ái. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức trong sáng của người cán bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được tập thể tín nhiệm, bạn bè, nhân dân tin yêu. Công lao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến thắng hạng 3, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 1. Được ban tổ chức trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức đảng. Đồng chí được trao tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm và 75 năm tuổi đảng. Kính thưa toàn thể các đồng chí và gia đình Tam Quyến, trong công tác, đồng chí là cán bộ kiên trung, mẫu mực, giản dị, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của nhân dân. Với gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông, mẫu mực, trách nhiệm, hết mực yêu thương, chăm sóc, nuôi dạy con cháu trưởng thành. Đồng chí Phạm Văn Vãn đã xây dựng gia đình với cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh được 4 người con, 3 gái, 1 trai. Các con, các cháu của đồng chí đều trưởng thành và thành đạt. Trong những ngày gần đây, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được gia đình, các thầy thuốc tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng đồng chí đã không qua khỏi. Đồng chí đã từ trần vào hồi 20 giờ 20 phút ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 2 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 96 tuổi. Kính thưa các đồng chí Phạm Văn Vãn giờ không còn nữa. Giờ đây, chúng ta mất đi một đồng chí kiên trung, giàu tình đồng chí. Gia đình mất đi một người cha, người ông, kính trọng, yêu thương. Tổ dân phố số 4 phường Cát Dài, bạn bè, họ hàng, nội ngoại gần xa, mất đi một thành viên yêu quý, một người thân thương. Tiễn biệt đồng chí hôm nay, có các đồng chí lãnh đạo thành phố, các đồng chí lãnh đạo quận Lê Chân, lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường Cát Dài, lãnh đạo các trường học, chi bộ tổ dân phố số 4 phường Cát Dài, gia đình, họ hàng, bạn bè gần xa, nhân dân xóm phố. Cầu chúc cho vong linh đồng chí được yên giấc ngàn thu tại cõi vĩnh hằng. Xin đồng chí hãy nhận của chúng tôi những tình cảm sâu sắc và lời chào vĩnh biệt. Trong giờ phút tiễn biệt này, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm đồng chí Phạm Văn Vãn. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
động này, chúng tôi trân trọng gửi đến các toàn thể gia quyến và đồng chí Phạm Văn Vãn lời chia buồn sâu sắc. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, các ban ngành đoàn thể quận Lê Chân, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường Cát Dài, quận Lê Chân, ban giám hiệu trường trung học cơ sở Ngô Quyền, ban giám hiệu trường tiểu học Minh Khai, chi bộ tổ dân phố số 4, phường Cát Dài, quận Lê Chân cùng toàn thể nhân dân xóm phố, bạn bè gần xa, họ hàng nội ngoại đã gửi vòng hoa và dành thời gian thăm viếng tiễn đưa đồng chí Phạm Văn Vãn về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt đồng chí, cầu mong cương buồn đồng chí được siêu thoát và an giấc ngàn thu. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, trưởng ban tổ chức lễ tang, ban tổ lễ tang xin trân trọng kính mời đại diện gia đình nhà hiếu có lời phản ánh. Kính thưa các ông các bà, thay mặt cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, kính thưa các ông các bà, thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Lê Chân, kính thưa Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các ban ngành đoàn thể phường Cát Dài, kính thưa ban tang lễ, kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ nội, họ ngoại và con dân phố, kính thưa các vị khách quý, được sự thống nhất của anh chị em chúng tôi, cho phép tôi được thay mặt gia đình tôi có đôi lời cảm tạ đến các ông các bà, thay mặt các Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Lê Chân, ơn các bà thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các ban ngành đoàn thể phường Cát Dài và các cụ, các ông, các bà họ nội, họ ngoại và con khu phố, các gia đình công gia, các vị khách quý đã có mặt tại đây ghi nhận theo tôi đây. Thời gian qua, cha chúng tôi là Phạm Văn Vãn đã lâm bệnh, mặc dù gia đình đã tận tình chăm sóc, các thầy thuốc tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, bệnh trọng, cha tôi đã không qua khỏi, đã đi về cõi vĩnh hằng trên yên tổ vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 2 năm Nhâm Dần, ở thọ 96 tuổi. Trong thời gian dưỡng bệnh, gia đình tôi đã nhận được sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Lê Chân, Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị phường Cát Dài, cấp ủy, chi bộ tổ dân phố, các cụ, các ông, các bà trong dòng họ nội tộc Phạm Quảng, các cụ, các ông, các bà trong họ ngoài và con dân phố đã đến thăm hỏi động viên, đó là niềm động viên lớn lao với cha chúng tôi, anh chị em chúng tôi. Hôm nay trong giờ phút này, cha chúng tôi không còn nữa, gia đình chúng tôi lại nhận được tình cảm đồng đội, đồng chí của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Lê Chân, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị phường Cát Dài, các ủy chi bộ, chính quyền, các cán bộ, thành phố đã đến cùng viếng tổ chức chi điểm lễ an táng theo nghi thức trọng thể, đồng thời đã được các cơ quan, các đoàn đại biểu nơi anh chị em chúng tôi công tác đã đến chia buồn cùng viếng cha tôi. Đặc biệt thay mặt các toàn thể anh chị em, tôi xin trân trọng cảm ơn các thành viên trong ban tổng biểu là Mò Phạm Quản, đồng làm một chủ xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, không quản lại đường xã xa xôi đã trở về chứng minh cứu cha tôi khắp đem đương những biển cha tôi lần cuối. Trước đây cứu cha tôi thay mặt anh chị em tôi xin tôi lời tri ân sâu sắc đến các ông, các bạn và ban tang lễ. Các cụ, con, các bà hộ nội, hộ ngoại và con với phố, xin hứa sẽ tiếp bước truyền thống gia đình, truyền thống cha tôi để lại, nguyện là những công dân tốt, tiếp bước cha tôi những phần làm việc phật, những phần điều còn lại cha tôi chưa trở về với đảng bộ, chính quyền địa phương, dòng họ.
Trong lúc ta giao bối rối, chắc còn nhiều điều khủng khiếp để công tác tiếp đón, công tác mời chào. Thế bạn anh chị em, tôi xin có lời cáo lỗi, mong mọi người lượng thứ. Xin cảm ơn. Thank you.
khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi. Chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bươm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm
trên trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là
là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Thưa hương hồn cụ Phạm Văn Vãn, kính thưa quý cơ quan ban ngành đoàn thể xã thôn, kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, liên gia, bà con cô bác trong làng, trong ngoài xã, khách xa bạn gần của gia đình nhà Hiếu. Cụ Phạm Văn Vãn sinh ngày 18 tháng 8 năm 1927, sinh quán tại làng Độc Trù, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Mãn, thành phố Hải Phòng. Trú quán tại số nhà 1A trên 286 đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Sau thời gian dài lâm bệnh, mặc dù cụ đã được anh em con cháu người thân trong gia đình cùng các thầy thuốc tận tình chăm sóc cứu chữa, song cơ tuổi cao sức yếu nên cụ đã tạ thế trở về cõi vĩnh hằng theo tiên tổ. Vào hồi 8:20 ngày 9 tháng 3 năm 2022, nhằm vào ngày 7 tháng 2 năm Nhâm Dần, cụ thượng thọ 96 tuổi. Lễ khâm liệm của cụ đã được tiến hành vào hồi 14:10 ngày 10 tháng 3 tại nhà tang lễ quân khu 3, thành phố Hải Phòng. Lễ truy điệu của cụ đã được long trọng tổ chức theo nghi lễ cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa cấp thành phố quản lý, và sau đó thi hài của cụ được chuyển về khóa thiêu tại đài hoàng hóa thân Linh Hải, Hải Phòng. Vào 15:15 chiều ngày hôm qua 11 tháng 3 năm 2022, hài cốt của cụ đã được gia đình con cháu cùng người thân chuyển về quản tại gia đình tại quê nhà làng Độc Trù. Lễ viếng được tiến hành vào hồi 14:00 cùng ngày và đến buổi sáng ngày hôm nay 12 tháng 3 năm 2022. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng các vị khách quý, tiếp theo lễ truy điệu do thành phố tổ chức tại nhà tang lễ quân khu 3 hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2022, ban lễ tang dòng họ Phạm Quảng, làng Văn Hóa Độc Trù phối hợp cùng với gia đình tổ chức lễ thắp hương để các thành viên trong dòng tộc cùng anh em con cháu người thân của gia đình thắp hương lần cuối vĩnh biệt, tiến đưa hải cốt cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang gia đình. Thank you.
ông, các bà, họ nội, họ ngoại, bà con dân làng. Được sự thống nhất của anh chị em chúng tôi, cho phép tôi thay mặt cho gia đình của tôi lời cảm tạ tới Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể xã Tiên Thắng, cấp ủy chi bộ 7, ban chỉ đạo làng văn hóa Lộc Trù, các cụ, các ông, các bà, họ nội, họ ngoại, bà con, khu phố, các gia đình thông gia, các vị khách quý đang có mặt tại lễ đưa tang cha tôi hôm nay. Thời gian qua, cha chúng tôi là Phạm Văn Ván đã lâm bệnh, mặc dù được gia đình tận tình chăm sóc, các thầy thuốc tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao bệnh trọng, cha tôi đã không qua khỏi, ra đi về cõi Vĩnh Hằng theo tiên tổ vào lúc 20:20 ngày 9/3/2022, tức ngày 7/2 hưởng thọ 96 tuổi. Trong thời gian dưỡng bệnh, gia đình tôi đã nhận được sự quan tâm của Thành ủy, Quận ủy Lê Chân, Đảng ủy chính quyền, các đoàn thể chính trị phường Cát Dài, cấp ủy chi bộ tổ dân phố, các cụ, các ông, các bà trong dòng tộc họ nội Phạm Quảng, các cụ, các ông, các bà họ ngoại đã đến thăm hỏi động viên. Đó là niềm động viên lớn lao đối với cha chúng tôi và gia đình chúng tôi. Hôm nay đây, trong giờ phút chuẩn bị tiễn đưa cha tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, anh chị em chúng tôi lại nhận được những tình cảm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã Tiên Thắng, cấp ủy chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội khu 7 đã đến phúng viếng cha tôi, thắp nén hương vĩnh biệt để vĩnh biệt cha tôi. Những tình cảm đó đã để lại trong lòng anh chị em chúng tôi một niềm tri ân sâu sắc đối với quê hương. Trong những năm qua, mặc dù là người con sống xa quê, nhưng cha tôi vẫn ngày đêm hướng về tổ tiên họ tộc, vẫn biết rằng chưa làm gì nhiều cho dòng tộc. Cha tôi vẫn còn canh cánh trong lòng, kiểu cha tôi chưa làm tròn bổn phận người con tổ tiên dòng tộc Phạm Quảng. Hôm nay đây, đứng trước vong linh của cha tôi, một lần nữa tôi xin cúi đầu trước các cụ, các ông, các bà, anh chị em trong dòng tộc Phạm Quảng, xin bày tỏ tấm lòng tri ân đến các cụ, các ông, các bà trong dòng tộc sẽ tiếp bước con đường mà cha tôi đã để lại. Trong lúc ta ra bối rối, chắc còn nhiều điều khiếm khuyết về công tác tiếp đón, công tác mời chào. Thay mặt anh chị em tôi xin có lời cáo lỗi và mong mọi người thứ lỗi. Khi đưa cha tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, thay mặt gia đình chân thành mời các cụ, các ông, các bà con dân làng trở về gia đình để chị em chúng tôi có lời cảm tạ. Xin cảm ơn. Bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi.
còn trong nỗi đến khi lớn khôn nên người. Một lời cảm ơn con chưa nói thành câu, mẹ chín tháng cứu mang đau đớn khi con ra đời, thân cò lặng lội bờ ao, chỗ ước mẹ nằm dành chỗ ráo cho con. Một đời gian nan cha gánh vác lo gia đình, tình cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời, âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời cha soi lối con đi. Ôi nghĩa mẹ tình cha như núi cao biển lớn sông dài, dẫu có ai đếm hết sao trời cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con cha buông ba dai dầu mưa nắng, mẹ nặng gánh lưng còng nuôi con lớn khôn. Ôi nghĩa mẹ tình cha công dưỡng sinh thành chưa hiểu sao đền đáp cho tròn, nào mấy ai lấy thước đo được tấm lòng của mẹ cha. Một đời nuôi con công ơn như biển hồ lai láo, con nuôi cha mẹ đành sao tình tháng tình ngày. Gánh vác lo gia đình, tình cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời, âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời cha soi lối con. Hết sao trời thì cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con cha buông ba dai dầu mưa nắng, mẹ nặng gánh lưng còng nuôi con lớn khôn. Ôi nghĩa mẹ tình cha công dưỡng nuôi ân sinh thành chưa hiểu sao đền đáp cho tròn, nào mấy ai lấy thước đo được tấm lòng của mẹ cha. Một đời nuôi con công ơn như biển hồ lai láo, con nuôi cha mẹ đành sao tình tháng tình ngày. Phận làm con chưa hiểu xin đừng quên, người ơi hãy nhớ còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây, không cha không mẹ như đàn đứt dây.
cha ở nơi nào? Con hoài tìm mãi bóng hình cha, còn đâu nụ cười ấm áp, còn đâu hình dáng cha yêu. Chỉ còn được nhìn hình cha sau khói hương trầu. Cha ở đâu giờ này, cha ở nơi nào? Con hoài tìm mãi bóng hình cha, còn đâu nụ cười ấm áp, còn đâu hình dáng cha yêu. Chỉ còn được nhìn hình cha sau khói hương trầm. Chỉ còn được nhìn hình cha sau khói hương trầm. Chỉ còn được nhìn hình cha sau khói hương trầm. Cha ở đâu giờ này, cha ở nơi nào? Con hoài tìm mãi bóng hình cha, còn đâu nụ cười ấm áp, còn đâu hình dáng cha yêu. Chỉ còn được nhìn hình cha sau khói hương trầm. Cha ở đâu giờ này, cha ở nơi nào? Con hoài tìm mãi bóng hình cha, còn đâu nụ cười ấm áp, còn đâu hình dáng cha yêu. Chỉ còn được nhìn hình cha sau khói hương trầm. Chỉ còn được nhìn hình cha sau khói hương trầm. Chỉ còn được nhìn hình cha sau khói hương trầm. Cha ở đâu giờ này, cha ở nơi nào? Con hoài tìm mãi bóng hình cha, còn đâu nụ cười ấm áp, còn đâu hình dáng cha yêu. Chỉ còn được nhìn hình cha sau khói hương trầm. Cha ở đâu giờ này, cha ở nơi nào? Con hoài tìm mãi bóng hình cha, còn đâu nụ cười ấm áp, còn đâu hình dáng cha yêu. Chỉ còn được nhìn hình cha sau khói hương trầm. Khắp thế gian không ai bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kiến công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ con, đừng để buồn vương mắt mẹ ai ơi. Đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ,
mấy trời long long không phụ kiến công cha. Tần Tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khó, đừng để buồn vương mắt mẹ ai ơi. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên công cha mẹ, như được trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu, công cha